Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Hi, xin chào tất cả các bạn. Cô Linh, hôm nay cô rất vui vì chúng ta lại có thể gặp lại nhau trong chương trình tiếng Anh bài giảng lớp 6. Và như các bạn đã biết là chúng ta đang dừng chân lại ở Unit 9 với chủ đề là Cities of the World, các thành phố trên toàn thế giới. Và cô và các bạn đã cùng nhau đi qua được 3 lesson đầu tiên, Getting Started, A Closer Look 1 and 2. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau đến với lesson 4, Communication. Và trong bài lesson 4 này thì mình sẽ được học các dạng mẫu câu liên quan đến chủ đề ngày hôm nay của chúng ta học, đó là Cities of the World. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với bài học ngày hôm nay nhé. Rồi, phần đầu tiên của chúng ta đó là Everyday English, có nghĩa là những cái tiếng Anh mà chúng ta thường dùng hàng ngày. Và cái chủ đề chính trong phần Everyday English đó là Expressing exclamations with what, là các bạn sẽ cùng nhau thể hiện các câu gì nhỉ? Exclamation, đó là dấu chấm than này, người ta gọi là câu gì? Câu cảm thán với what. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào bài tập đầu tiên nào. Look at the picture, listen and read the exclamation. Sẽ cùng nhau nhìn vào bức tranh cho cô, nghe và đọc những cái câu cảm thán sau đây. Rồi và bây giờ để hoàn thành bài tập đầu tiên này thì mình sẽ cùng nhau lắng nghe đoạn audio nhé. Unit 9, Cities of the World, page 30, Communication, Everyday English, Expressing exclamations with what. Activity 1. Look at the picture. Listen and read the exclamations. 1. What a nice city. 2. What a clear sky. 3. What tall buildings. Ok, vậy là vừa rồi mình cùng nhau lắng nghe đoạn audio có bao gồm 3 câu cảm thán dưới đây đúng không nào? Bây giờ các bạn nhìn cho cô vào các câu cảm thán sau đây. Câu 1, what a nice city, thành phố mới đẹp làm sao này. Câu số 2, what a clear sky, bầu trời mới trong xanh làm sao. Đến câu số 3, what tall buildings, cái tòa nhà mới cao làm sao. Thì các bạn có thể thấy cho cô cái điểm chung của câu cảm thán này, nó là gì nhỉ? Đều bắt đầu bằng what. Và sau, và các bạn thấy cấu trúc của câu cảm thán bắt đầu bằng what thì chúng ta có gì? What cộng với a hoặc and cộng với tính từ cộng với danh từ. What cộng với a hoặc and cộng tính từ cộng danh từ. Vậy nếu đấy là tính đối với tính từ số ít, vậy đối với tính từ số nhiều thì mình sẽ có cấu trúc như thế nào? Thì mình sẽ có đó là what cộng với tính từ cộng với danh từ số nhiều. Đấy chính là cấu trúc câu cảm thán với what. Nếu tính từ số ít thì mình có là what a an cộng tính từ cộng danh từ. Nếu tính từ số nhiều là what cộng tính từ cộng danh từ. Ví dụ một cô gái mới đẹp làm sao, mình sẽ nói là what a beautiful girl, đúng không? Một cô gái mới đẹp làm sao, what a big city, một thành phố mới lớn làm sao. Rồi, đây chính là phần đầu tiên của chúng ta, là chúng ta đã biết được cái cấu trúc của câu cảm thán với what, với danh từ số ít và số nhiều. Và bây giờ để ôn tập phần cấu trúc này thì các bạn nhìn cho cô bài tập số 2 nhé. Work in pairs. Look at the picture below and say what you think. Using exclamations with what, you may use a suggestion below. Các bạn sẽ cùng nhìn cho cô bức tranh sau đây này. Và sử dụng nói những cái gì bạn nghĩ mà sử dụng câu cảm thán. Có nghĩa là chúng ta sử dụng câu cảm thán để mô tả bức tranh này. Với câu cảm thán tất nhiên là với what rồi. Và bạn sẽ phải, chúng ta nên sử dụng các gợi ý sau đây. Chúng ta có các 4-5 gợi ý đầu tiên. Happy, beautiful children. Gợi ý thứ hai, colorful, nice pictures. Sunny and beautiful weather or beautiful weather. Small, cute boy. Small or cute boy. Beautiful or colorful apple trees. Rồi đây là những cái câu gợi ý mà để giúp chúng ta có thể viết được câu cảm thán với what. Vậy mình sẽ cùng nhau làm lần lượt từng câu gợi ý một nhá. Đầu tiên có happy and beautiful children. Thì mình có thể nói là những đứa trẻ ở đây mới hạnh phúc và đáng yêu làm sao. Vậy câu này mình sẽ nói là what happy and beautiful children. Tại sao đây không có ơ ân nhỉ? Bởi vì children này đó chính là danh từ số nhiều rồi, nên vậy nó sẽ không có ơ ân. Tiếp theo đảo đến câu số 2, colorful or nice picture. Và mình thấy picture đây danh từ số ít, thì vậy bắt buộc trước nó phải có a hoặc an. Và câu này mình có thể viết là what a colorful and nice pictures, một bức tranh với nhiều màu sắc và đẹp làm sao. Đồ tiếp theo, sunny beautiful weather, thời tiết nắng này đẹp. Và đây weather ở đây các bạn thấy là danh từ đếm được hay không đếm được?
Đấy, cô có thiếu nói thiếu. Nếu mà đối với danh từ số ít đếm được thì mình sẽ là a ân rồi. Danh từ số nhiều thì mình sẽ là what tính từ cộng danh từ số nhiều rồi. Vậy đối với danh từ không đếm được thì mình làm sao? Tất nhiên là mình sẽ không dùng a ân với danh từ không đếm được rồi. Vậy thì câu này mình sẽ chuyển viết là what sunny and beautiful weather. Không có a đâu nhá. Bởi vì weather là danh từ không đếm được. Tiếp theo đến small and cute boy. Vậy câu này mình cũng vậy. Small and cute boy. Boy đây là danh từ số ít. Vậy trước nó phải có a hoặc an. Vậy câu này mình sẽ viết là what a small and cute boy. Đến câu cuối, các bạn nhìn cho cô vào apple trees này. Nó có s ở đây. Nó có nghĩa là nó là danh từ số nhiều. Vậy thì trước nó có a và an nữa không? Chắc chắn là không có a và an rồi. Vậy thì câu này mình sẽ viết thế nào? What beautiful and colorful apple trees. Cái cây táo mới đẹp và nhiều màu làm sao. Rồi, vừa rồi mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2, nơi mà các bạn được luyện tập viết các câu cảm thán với what. Và chúng ta có 3 cấu trúc câu cảm thán với what đối với danh từ đếm được, danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều. Và cái mẫu câu của nó đều bắt đầu bằng what này, cộng với a ân, cộng với tính từ, cộng với danh từ đối với danh từ đếm được số ít. Còn what cộng với tính từ, cộng với danh từ thêm s hoặc es đối với danh từ số nhiều. Còn đối với danh từ không đếm được thì mình chỉ cần what cộng với tính từ, cộng với danh từ không đếm được. Rồi, đây chính là phần chính trong phần Everyday English. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần số 2 trong phần communication này, đó là city landmarks. Và các bạn nhìn cho câu bài tập số 3 nào. Work in pairs, write the name of the landmarks under the correct pictures. Làm theo nhóm này, viết tên của các địa điểm sau vào dưới mỗi bức tranh đúng. Vậy chúng ta có các địa điểm nào sau đây? Eiffel Tower, tháp Eiffel này. Big Ben, các bạn đều biết đấy là đồng hồ Big Ben. Sydney Opera House, nhà hát Opera Sydney. Và Merlion. Đây, Merlion. Rồi bây giờ các bạn nhìn cho cô vào bốn bức tranh này. Đây là bốn cái địa điểm rất là nổi tiếng của mỗi quốc gia. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 4 bức tranh này. Mỗi bức tranh đấy là một địa điểm nổi tiếng mà gọi là nổi tiếng này. Cái gọi là signature của một city, của một thành phố, còn có thể là của một cả quốc gia nữa. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào đây. Điền cho cô các từ đúng ở trong dưới mỗi bức tranh này. Đầu tiên các bạn thấy đây chính là tượng cái vòi nước. Sư tử ở đâu? Nhìn cái này các bạn có thể thấy, chúng ta có được xem trên TV hay xem rất nhiều nơi rồi. Đây chính là ở Singapore. Và ở đây mình sẽ có đây, mình sẽ gọi cái tượng, cái vòi nước này đó là Merlion. Tiếp theo là các bạn nhìn đây. Đây là một tòa tháp này, nhưng mà có đồng hồ, cái đồng hồ, mặt đồng hồ ở đây. Vậy thì đây chính là Big Ben Clock. Vậy câu này mình sẽ điền dưới này sẽ là Big Ben. Còn câu số 3 này còn dễ hơn. Câu này mình đã được nhìn cái địa điểm này, mình đã được nhìn này ở trong lesson 1 getting started, khi mà bạn Tom, bạn ấy mô tả về Sydney rồi. Đây chính là Sydney's Opera House, nhà hát opera ở Sydney. Tiếp theo đến bức tranh thứ tư này là một bức tranh mà kiểu đây là một địa điểm mà chưa ai cũng biết, dù không bạn không đến Pháp thì bạn cũng vẫn biết đây là địa điểm nào, đó chính là Eiffel Tower, tháp Eiffel. Rồi, vừa rồi mình đã hoàn thành trong bài tập số 3, chúng ta đã biết bốn địa điểm, nối bốn địa điểm với các bức tranh để thể hiện mô tả nó. Bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập thứ tư, bài tập đơn giản. Và bây giờ bài tập thứ tư này của chúng ta đó là write the names of landmarks in three in the description. Các bạn sẽ phải viết cho cô tên của các địa điểm bài tập 3 này với các mô tả của nó nhá. Ở các bài tập này đó là những cái mô tả về các địa điểm như là Merlion, Eiffel Tower, Big Ben and Opera, Sydney Opera House. Và mình sẽ cùng nhau đọc dịch xem là cái mô tả này nó nói về cái địa điểm gì nhá. Câu số 1 nào. This tower is on the bank of River Thames in London. In the tower there are big clock and a bell. Ở đây cái tòa nhà này là ở bên bờ sông Thames ở London. Và ở trên cái tòa nhà này thì có một cái đồng hồ lớn và có cái chuông. Vậy thì chỉ cần đọc ở đây đến đây, chỉ cần đọc đến chữ River Thames in London, đọc đến sông Thames ở London là chúng ta đã biết địa điểm ở trong bài câu 1 này đã nói đến, đó chính là tháp đồng hồ Big Ben. Mình sẽ điền từ Big Ben vào đây. Tiếp theo đến câu số 2. It's a theater on Sydney Harbour. Its roofs are white and look like shells.
visitors from all over the world come to see it. Đây là một nhà hát ở cảng Sydney. Mái của nó thì màu trắng lên và nhìn giống như là cái vỏ vỏ ốc. Thành phố người đến du lịch từ khắp nơi trên thế giới đều đến để ngắm nó. Vậy thì các bạn biết ở đây chúng ta có Sydney Harbour, cảng Sydney là một này. Cái vòm thì màu trắng và nhìn giống như là vỏ ốc, thì đây chính là mô tả của Sydney Opera House, có nghĩa là nhà hát Opera Sydney. Vậy thì câu số 2 này mình sẽ điền đó là Sydney Opera House. Đến câu số 3 nào. This famous towers in Paris. Cái tòa tháp này thì tòa tháp nổi tiếng này thì ở Paris. Every year, millions of visitors come to see. It's tough to see the whole view of Paris. Mỗi năm thì hàng triệu người khách tham quan đến để đi lên đỉnh tháp và nhìn toàn cảnh, cái view của toàn cảnh của Paris. Vậy các bạn đều biết nào, địa điểm nào trong bài số 3 này ở Paris nhỉ? Đó chính là Eiffel Tower. Đó là tháp Eiffel. Paris, Pháp. Tiếp đến câu số 4 nào. It has the head of lion and the body of a fish. It's a famous landmark in Singapore. Đây, nó có đầu của sư tử này và cơ thể lại là của một chú cá. Đó là một cái địa điểm nổi tiếng ở Singapore. Vậy chúng ta đều biết đó là cái cô vừa nói là cái vòi nước vừa rồi đó. Đấy, câu số 4 này mình sẽ có đó chính là Merlion. Rồi vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 4, là chúng ta đã cùng nhau nối các tên, các địa điểm ở bài tập số 3 này với cái description, đó là những cái mô tả của nó với từng địa điểm một, về địa điểm vị trí này, hình thức của nó như thế nào này, có nghĩa là nó có đặc điểm gì nổi bật thì chúng ta được học ở trong bài tập thứ 4 này rồi. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với bài tập số 5, cũng là bài tập cuối cùng trong phần communication ngày hôm nay. Bài tập số 5, work in pairs, làm việc theo cặp. Read the question and circle the correct answers. Là đọc các câu hỏi và khoanh tròn các đáp án đúng. Và ở đây mình sẽ có các câu hỏi liên quan đến các địa điểm. Và nhiệm vụ của các bạn sẽ là làm việc theo nhóm này. Làm việc theo cặp. Và đọc câu hỏi này và trả lời. Và chúng ta sẽ cùng nhau làm lần lượt từng câu một để chọn ra đáp án đúng nhất nhé. Câu số 1, which is nearer to Hà Nội than the others? Đâu là which city is nearer to Hà Nội than the others? Thành phố nào thì gần Hà Nội hơn tất cả các thành phố khác? A. Berlin, B. Bangkok, C. Tokyo. Chúng ta đều biết Berlin là của Đức, nó ở châu Âu nên chắc chắn nó sẽ không thể nào gần bằng Bangkok và Tokyo để ở châu Á được. Và các bạn thấy ở đây chúng ta có Bangkok là ở Thái Lan, ở cùng Đông Nam Á. Vậy thì chắc nó sẽ phải gần hơn với Tokyo. Vậy thì đáp án đúng của câu này của mình sẽ là Bangkok, thủ đô của Thái Lan. Tiếp theo nào. The people in Quảng Nam are proud of their ancient town. Thành người dân ở Quảng Nam đều rất tự hào về cái phố gọi là truyền thống gọi là của họ, đó chính là A. Hội An, A. Hội An, B. Sapa, C. Bạch Mã. Vậy thì các Bạch Mã, vậy các bạn thấy trong đây Sapa chắc chắn không phải rồi, Bạch Mã cũng vậy. Và chắc chắn chỉ có phố cổ của họ. Phố cổ thì chúng ta có phố cổ gì? Chỉ có phố cổ Hội An thôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là A. Và Hội An thì cũng ở Quảng Nam nữa. Nào, bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với câu số 3 nào. Phnom Penh is the capital city of. Phnom Penh là thành phố thủ đô của. Chúng ta có đáp án A là Indonesia, đáp án B the Philippines, đáp án C là Cambodia. Vậy các bạn thấy đây là kiến thức địa lý rồi. Phnom Penh là thủ đô của nước nào nhỉ? Indonesia này, Philippines hay là ở Campuchia? Chắc chắn Phnom Penh thì chắc chắn sẽ là thủ đô của Cambodia, Campuchia rồi. Tiếp đến câu số 4, for children. California is famous for its dot dot. Đối với trẻ em thì California nổi tiếng với chấm 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 ý A. Disneyland Park, công viên giải trí Disneyland. Ý B. Golden Gate Bridge, cầu Golden Gate, cầu vàng nào. Ý C. Đó là National Parks, công viên quốc gia. Vậy các bạn thấy trong đây đáp án nào đúng nhỉ? Chúng ta có một từ khóa đó là children, đối với trẻ em. Vậy đối với trẻ em thì cái thú vui duy nhất của chúng đó chính là các công viên giải trí đúng không? Vậy chắc chắn ở đây, đối với trẻ em thì California phải nổi tiếng với đáp án A, Disneyland Park, công viên giải trí Disneyland. Và rồi đây cũng là phần cuối của bài học ngày hôm nay. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến phần tổng kết để xem được là trong phần communication này chúng ta học được cái gì và các bạn cần chú ý điều gì nhá. Rồi,
What have we learned today? Hôm nay chúng ta học cái gì nhỉ? Đầu tiên trong phần communication thì đầu tiên đó là everyday English. Thì các bạn đã học được cách expressing exclamation with what. Các bạn học được cách là đọc viết câu gì cảm thán với what. Và phần tiếp theo là city landmarks, các địa điểm và các thành phố. Chúng ta có Eiffel Tower, Big Ben, Sydney Opera House and Merlion. Rồi, và đây cũng là phần cuối của bài học ngày hôm nay rồi. Cô mong các bạn về nhà sẽ chuẩn bị thật tốt này, học thuộc cấu trúc câu cảm thán với what đối với ba loại danh từ đếm được số ít, danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được, và chuẩn bị thật tốt để mình học bài học tiếp theo một cách hiệu quả hơn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Khóa học về Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Jack.